Hello anh em nha, hiện tại mình đang có mặt tại Đồng Tháp anh em nha. Đó, qua nhà của anh Khánh ghé chơi, anh Khánh Nguyên vào nhất Cao Lãnh làm binh làm xe anh em nha. Quá dữ. Đó, ảnh đưa lại mình chiếc xe này, ảnh mua cho con ảnh chạy em vòng đúng cà phê mà chạy bữa giờ cũng lâu rồi, ảnh cũng chán rồi, ảnh kêu thôi lấy đi, giờ ảnh bán đi. Lấy luôn, giá rẻ quá, rẻ như xe máy không lấy gì anh em ha. Xe này lấy về bán kiếm 5 triệu 7 triệu phê ru. Hơn trăm xíu 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 à. Không. Anh em có Atis chạy phân khúc hạng C, đăng kiểm tháng 4/2024 nha anh em nha. Máy số gầm ngon ha, anh em mua về sẵn đi, bao xài bao chạy nha. Có cho nợ, có bán thiếu anh em nha. Đổi xe máy, đổi ô tô luôn. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ cho em nha. Qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 3371 nha. Hắn đĩa mâm đúc đẹp nè, vỏ mới nè, đăng kiểm dài nè, mua về đi Tết tích hợp xanh gương nè. Màn hình Android cam gian anh em nha. Ghế bọng mới, túp lô túp ly đẹp anh em nha. Trợ lực nhà tay à. Nói chung về đi thôi, không có làm gì nữa, xe đã bảo dưỡng sẵn hết rồi. Xe nhà đi anh em biết rồi đó, chắc xe đẹp anh em nha. Đó, keo chỉ nè ha. Cái dòng này thì nói chung thì keo chỉ 80% là ngon rồi anh em, không có cần nhiều hết tại giá rẻ quá mà. Nếu anh em mình đam mê xe cộp, em có con 208 à, 208 thì cũng Atis phone giống vậy này, em bán 215. Xe này anh em mình để chắc nửa giá xe kia. Đó. Anh em quan tâm thì liên hệ cho em nha anh em nha. Xe này thì chắc sáng mơ về tới Bến Tre anh em nha. Anh em cứ qua chi nhánh số 1 Bến Tre là thấy xe này ha. Atis còn 2-3 xe, anh em qua lựa thoải mái lấy thử vô tư nha. Nơi giao lưu cho đổi với bà con nha, yên chí chạy qua xem ha. Rồi cảm ơn em nào chưa đăng ký, vui lòng bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video tuyển thịnh Bến Tre nha.